Mỗi ngày một câu chuyện. Câu chuyện hai người bạn và con gấu. Hai người bạn cùng đi du lịch với nhau thì một con gấu đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Trước khi con gấu phát hiện ra họ thì một người bạn đã trèo lên trên một cái cây ven đường và trốn ở đó. Người kia không nhanh nhẹn như bạn của mình nên anh ta không thể trốn thoát. Thế là anh ta đành phải nằm xuống đất giả vờ chết. Con gấu mò đến, ngửi khắp người anh, nhưng anh chàng nằm bất động, nín thở như chết thật. Vì người ta bảo rằng gấu không bao giờ đụng đến người đã chết. Con gấu tưởng người kia đã chết thật nên đã bỏ đi. Khi mọi việc đã qua đi, người bạn trên cây mới trèo xuống và hỏi người kia rằng con gấu đã thì thầm gì với anh khi nó đưa mồm vào gần tay anh ta. Người bạn kia mới trả lời rằng nó bảo tôi rằng đừng bao giờ làm bạn với kẻ đã bỏ anh trong lúc nguy hiểm. Ý nghĩa của câu chuyện. Câu chuyện này phê phán những người đã bỏ mặc bạn bè trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm, đồng thời đề cao sự thông minh và mưu trí của con người. Nhưng nếu hiểu theo chiều ngược lại, thì người bạn trèo lên cây tuy không thực sự là một người bạn tốt, nhưng trong cuộc sống, đôi khi đối mặt với những tình huống nguy hiểm và phán đoán đúng về những điều có thể xảy ra để nhanh chóng thoát thân, thì đó lại là một kỹ năng sống cần thiết. Ở lại mà không biết cách gì giúp bạn trong trường hợp này, thì đó là một sự hy sinh vô nghĩa.